tương truyền rằng Landlord ở trong thế giới phù thủy có một nhân vật sinh ra đã không hề có phép thuật. Tuy nhiên bù lại, cậu ta sở hữu một sức mạnh cơ bắp phi thường và có thể sánh ngang với những phù thủy ưu tú khác. Và cậu ta chính là... Không biết là Harry Potter trốn đâu ấy nhỉ? Harry! Harry ơi! Harry ơi! Cậu ở đâu? Harry ơi! Nó chỉ luyện tập ở quanh đây thôi. Anh em mình phải tìm ra nó trước khi quá muộn. Được rồi. Ơ kìa! Nhìn kìa! Hả? Một chầm! Để hiểu được! Xin chào mọi người. Sao thằng Harry hôm nay trông khác thế nhở? Cái sẹo tia sét của nó rõ ràng là ở trên trán cơ mà. Sao hôm nay lại ở mặt là thế nào? Mà thôi kệ đi. Đi bảo cho nó đi giữ nhanh lên. Ôi trời ơi. Sao đây sao? Bây giờ mà cậu có chống đẩy nữa à? Cả trường bây giờ đang rộ lên cái tin là cậu không biết sử dụng phép thuật đây kia. Ôi giời ơi, điều đấy có thật không? Điều đấy... Bây giờ thầy Snape đang trên đường tới đây để trừng phạt cậu đấy. Cậu mau chạy đi. Đúng rồi đấy, phù thủy mà không biết sử dụng phép thuật là bị phạt nặng lắm. Chạy đi, chạy nhanh. Cậu Harry. Thầy Snape. Cậu Harry, có đúng như tin đồn là cậu không mua tí nhất rồi đúng không? Không không, thầy ơi, thầy đừng làm như thế. Harry là phù thủy thật sự mà thầy. Đúng rồi, làm gì có chuyện cậu ấy không sử dụng được phép thuật. Thưa thầy, là em đúng là không sử dụng được phép thuật ạ. Bruh. Tôi biết ngay mà. Bảo bao lần rồi mà cái lão Dumbledore lão không tin tăng. Thế à? Không thể được. Không thể nào mà có cái loại học sinh như cậu tồn tại trường Hogwarts được. Thích thì vào thôi thầy. Cậu có thích thái độ thôi không? Harry, sao ngay cậu mạnh miệng thế? Tôi sẽ trừ ngay nhà Gryffindor để cậu nhận 50 điểm. Ok ạ? Cái gì? 100 điểm. Ok luôn ạ? 1000 điểm. Ok luôn thầy. 1 triệu điểm nào? 1 triệu điểm nào? Ok thầy. Hết tục chưa? Ta sẽ dạy cho cậu bài học rồi đem về cho cái lão Dumbledore xử lý. Có phải không? Sao nhỉ? Bấm ba nhỉ? Bị bả. Let's go. Sao nhỉ? Mày bị điên à? One eternity later. Không thể nào nhảy được. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu nhá. Tôi sẽ báo cáo tất cả chuyện này với thầy Dumbledore. Ôi giời ơi, Harry, giỏi quá. Tuyệt vời. Harry ơi, cậu lấy đâu sức mạnh mà nhiều như vậy? Sức mạnh này á? 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat và chạy bộ 10 km mỗi ngày. Sao nghe con quen đấy nhở? À mà thôi, nghe tớ, cái việc cậu không sử dụng được phép thuật ấy nó không dễ chìm xuống như thế đâu. Bây giờ chúng ta phải đi gặp thầy Dumbledore để giải thích rõ sự việc cho thầy hiểu. Đi. Chuyện gì thế này? Sao buổi sáng phát sáng thế này? Cậu lấy đâu ra quyển sổ ấy đấy? Trong thư viện. Cũng lẽ nào lại là một cuốn nhật ký của Voldemort? Mau lấy nó đi. Đây chính là Dumbledore. À không, Voldemort. Tại sao nó lại ở đây? Ta chính là ký ức của Voldemort. Và nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt người Harry Potter à? Ta vừa được biết chú mày là một trong những giống loài không thuần chủng, không có phép thuật.
mó bùn. Thật ghê tởm. Điều này càng khiến tao tiêu diệt mày ngay lập tức. Harry Potter à, đi chết đi. Harry đâu rồi? Harry, người, người đã làm gì Harry? Ta đã sử dụng phép dịch chuyển cổ đại và dịch chuyển nó tới một nơi cực kỳ hẻo lánh, cách đây hàng trăm cây số. Một thằng nhóc máu bùn không có phép thuật như nó làm sao có thể sống sót được ở nơi đấy. Không! Harry! Harry! Giờ thì đến lượt hai chúng mày. Đi chết đi! Đừng! Harry! Mày! Sao mày có thể di chuyển hàng trăm cây số nhanh như thế? Ta cưỡi chổi phép đến đây. Cái gì? Mày làm gì có phép thuật để mà sử dụng chổi thân? Cũng dễ thôi mà. Làm nào quay trở về đây? Bình thường phù thủy phải cưỡi chổi bay để trở về. Chổi bay à? Mày, giờ này mày vẫn còn đùa được à? Đấy là mày ép tao. Mày sử dụng phép thuật cấm ấy nhá. Cẩn thận Harry ơi. Imperio. 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 Crucio. Crucio. Imperio. Crucio. One eternity later. Nếu mày đã thích thế thì tao sẽ cho tất tay với mày. Avada Kedavra. Tao không tin. Tại sao một thằng máu bùn như mày lại có thể mạnh như vậy? Mày thậm chí cũng không có cả đấu phép. Thực ra ta không có đấu phép đấy. Cái gì? Tức là không có phép thuật cho mày. Lấy đâu ra được đấu phép? Đây là cái gậy đánh bia mà. Chiêu thức của mình nó rơi xuống. Ông Lê Đô Đình. Rồi thì trả lại hết cho ông này. Ta không tin. Ta không thể thua lũ máu bùn chúng mày được. Không. Không. Chưa hết đâu. Ta vẫn có thể tung ra đòn cuối cùng. Tôi biết cậu là khắc tinh của Voldemort à? Lời tiên tri quả là không sai. Yes. Thực ra từ nãy giờ tôi có chuyện muốn nói với các cậu. Chuyện gì cơ? Thực ra tôi không phải là Harry. Hả? Harry của các cậu ở kia kìa. Harry! 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 Ôi trời ơi! Harry! Cậu làm sao đây? Chuyện gì xảy ra đây? Ôi trời ơi! Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Sao cậu lại đây? Tớ sao đây? Tớ nhớ là vừa nãy tớ va phải một người. Nhưng mà va mạnh quá, gãy hết cả xương vai. Tớ ngất xỉu luôn. Thì ra là cậu vẫn còn sống. Nãy tôi va vào cậu, cậu ngất xỉu. Tôi tưởng cậu lên đường rồi. Nên là tôi sợ quá, phải lấy quần áo của cậu để mặc vào, giả trang làm cậu. Ai ngờ chẳng ai phát hiện ra cả. Giờ thì cậu vẫn bình an vô sự.
Vậy là ok rồi. May quá. Rốt cuộc cậu là ai mà mạnh đến vậy? Tôi là một phù thủy hệ tấn công vật lý. Hả? Tên của tôi là Mars. Mà này, từ từ đã, trả quần áo đây. Ui, tôi chết, quên mất. Thay mặt cho team Bình Lê xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bọn mình trong suốt 300 video vừa qua. Đừng quên like, share và subscribe để bọn mình có thêm động lực phát triển trong tương lai nhá.